Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 19 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, được sự ủng hộ của chính quan, người tuổi Tý dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó trong ngày này người theo đuổi sự nghiệp học hành cũng sớm đạt được những thành tích tốt thi cử thuận lợi trong công việc bạn là người vô cùng nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao tuy nhiên bạn thường khá cứng nhắc và có đôi phần bảo thủ không chịu lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh có lẽ đây là điều bạn cần phải sửa đổi sớm nếu muốn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình ngày hôm nay bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn thời tiết thay đổi khiến bạn dễ mắc các bệnh về phổi viêm họng bệnh về cột sống gần cốt răng hay cơ bắp tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim ngày này là ngày tuổi của buồn mạng nên nếu có tin tức tốt cũng nên dè dặt kiểm chứng lại có tài lộc có cơ hội cho sự phát triển công việc có quý nhân hoặc người đỡ đầu tình cảm vui vẻ tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng làm gì cũng nên cẩn trọng gặp trở ngại tiền bạc vào nhanh ra nhanh hao tốn về quả cáp đình đám sức khỏe không tốt Chuyện tình cảm, vui chơi, giao thiệp nên có sự giới hạn, không nên đi quá xa lại trở thành chuyện không hay. Có tin tức hoặc có bè bạn, thân nhân đến, trong đó có quý nhân. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, do ngày này là ngày tuổi của buồn mạng nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng. Hãy làm vì uy tín, danh dự của mình nhiều hơn là tài lộc. Đề phòng sự thị phi kiện cáo, tranh luận không dứt hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm cuối ngày có hỷ sự, tin vui hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của buồn mạng, làm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về quả cáp, đình đám, sức khỏe không tốt. Chuyện tình cảm, vui chơi, giao thiệp nên có sự giới hạn, không nên đi quá xa lại trở thành chuyện không hay. Có tin tức hoặc có bè bạn, thân nhân đến, trong đó có quý nhân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của buồn mạng tuy có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc gặp được điều thuận lợi cũng không nên hấp tấp vội vàng vì có sự chậm trễ trở ngại ngày có nhiều sự bận rộn hoặc có tin tức đến cần phải lo toan giải quyết ngày thuận lợi cho việc mua sắm tổ chức gặp mặt có nhiều sự gặp gỡ trong ngày tránh tranh cãi tử vi tuổi sửu xem tử vi ngày mới của 12 con giáp người tuổi sửu gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày hôm nay nhờ ảnh hưởng của cục diện tý sửu lục hợp. Các kế hoạch hợp tác làm ăn của bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, có thể mang lại nguồn lợi lớn trong tương lai. Tuy nhiên, có thương quan án ngữ, trong các quyết định của mình, bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng, xem xét kỹ lưỡng từng khía cạnh của vấn đề, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Chuyện tình cảm của bạn không mấy như ý trong ngày thứ ba này. Người độc thân vẫn chưa thể mở lòng để tiếp nhận tình cảm của đối phương. Có lẽ cái bóng của quá khứ quá lớn để ngăn cản bạn tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị. Công việc dù có khó khăn hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc trung bình, ngày đám tiệc có lộc ăn, có tin xa về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy có chuyện bất ngờ xảy ra trong ngày ngoài dự tính khiến phải tạm ngừng để lo công việc mới hoặc có tin tức về chuyện này. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ của mọi việc. Có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc, có hỷ sự, bạn mới. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa Nên thay đổi phương hướng làm ăn, và tiến hành nhanh chóng. Nếu đã có gia đình thì có tin vui về công danh, tình cảm của con cái tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới nên an phận và có tin tức tốt nhưng chậm có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc tiền bạc tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có người đi xa có tin về sức khỏe tình cảm của người thân hoặc bè bạn mọi việc không nên hấp tấp vì có sự trở ngại chút ít công việc hay bị bỏ giờ tiến thoái lưỡng nan chờ đợi lâu lắc sự mong cầu về tiền bạc chưa đến ngày nên có sự nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày thuận lợi cho tiệc tùng đình đám hội họp sửa chữa tu bổ mua sắm công việc tình cảm đi vào giai đoạn mới hao tốn tiền bạc về giao thiệp tiệc tùng hoặc có nhiều sự thay đổi nhận được công việc tin tức mới nhưng không nên hấp tấp phải có sự khéo léo gặp được quý nhân hoặc bè bạn có tin buồn tử vi tuổi dần có thiên ấn trợ vận người tuổi dần tự tin thể hiện năng lực của bản thân nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp nhất là đối với những người làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật nghệ sĩ y học luật dịch vụ hay nghề tự do những thành quả mà họ mang về sẽ nhận được đánh giá cao của mọi người xung quanh trong chuyện tình cảm người độc thân có thể tìm thấy một nửa cho mình trong ngày này những nét cá tính độc đáo của bạn hấp dẫn đối phương hãy cho cả hai một cơ hội để trò chuyện và cùng tìm hiểu thêm về nhau các cặp đôi dù bận rộn cũng dành cho nhau không ít thời gian, cùng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật, tình cảm vì thế mà càng thêm gắn kết. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Hãy tự ý thay đổi công việc, công danh, chức vụ, phương hướng làm ăn, nếu đã có dự kiến của cấp trên, hoặc hoàn cảnh tạo những tình huống bắt buộc mình phải tiến hành. Có tài lộc hoặc gặp được quý nhân nâng đỡ giúp làm điểm tựa cho mình đi lên. Tình cảm tốt hoặc có tin tức tốt, nên cẩn trọng về sức khỏe nếu cần đi xa tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có chuyện đi xa hoặc có tin xa nhưng nên chú ý đi xa bất lợi dễ gặp rủi ro về tai nạn xe cộ hoặc bị hư hỏng máy móc sai điểm hẹn có tiệc tùng gặp gỡ thân nhân bè bạn ra ngoài nên tránh chuyện thị phi tranh cãi sức khỏe không tốt không nên hấp tấp vội vàng hoặc tin vào lời nói người khác một cách quá đáng sẽ có hại dè dặt chuyện tình cảm kết bạn tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ mưu sự việc gì cũng không nên để người khác nhúng tay vào hãy tự mình quyết định đề phòng sự thị phi kiện cáo tranh luận không dứt hoặc phải gặp khó khăn trở ngại trong công việc ngày có tin tức tốt về chuyện tình cảm thi cử công danh của mình hoặc người thân hoặc có sự gặp mặt có người đi xa có tiệc vui quà tặng tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có khách đến hoặc gặp được quý nhân bè bạn cẩn trọng trong việc nhận tin tức mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng không tốt nên có sự hòa hoãn ngày có nhiều lo âu di chuyển nhiều cho công việc cũng như tình cảm sức khỏe không tốt tài lộc trung bình tử vi tuổi nhâm dần thụ mệnh kim cần xem lại những phương tiện xe cộ máy móc trước khi sử dụng hoặc di chuyển nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình có quý nhân giúp đỡ ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ hẹn hò đình đám tiệc tùng có thân nhân bè bạn đến hoặc có tin của họ ngày có nhiều sự bận rộn về công việc cũng như tình cảm tài lộc trung bình tử vi tuổi mão cục diện tương hình sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi mão trong ngày thứ ba này bản mệnh phải chịu không ít áp lực những phiền não cứ liên tục đeo bám khiến tinh thần bạn chẳng thấy khá hơn may mắn thay sự xuất hiện của chính ấn đã mang lại cho con giáp này một tia sáng đầy hy vọng theo tử vi hàng ngày cho thấy bạn được trao cơ hội để thể hiện tài năng của mình được khẳng định mình sự tự tin của bạn nhờ đó sẽ ngày một gia tăng trong ngày này vận đào hoa vượng sẽ giúp cho người độc thân có thể tìm được một nửa của mình chỉ bằng một vài câu nói một vài ánh nhìn cả hai cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ với đối phương một mối quan hệ đầy mới mẻ sẽ đến hãy chờ đón nhé tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hãy cố gắng làm nhiệm vụ của mình cho xong hoặc như đã dự tính có quý nhân giúp đỡ hoặc có người thông cảm với mình cho những ý kiến tốt thuận lợi cho việc kết bạn gặp gỡ đính ước có tin xa hoặc có cuộc đi ngắn về vui chơi, tình cảm, mua sắm, nhưng không nên ở lâu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn nhưng cũng có sự hao tốn chút ít. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự việc xảy ra như đã dự tính, hoặc bất ngờ cũng có. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có người đi xa. Có tin tốt về tài lộc, công danh, hoặc nhà có hỷ sự về cưới gà, sinh nở, thi cử. Có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, việc làm. Lợi cho việc kết bạn, thêm người mới, du lịch. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc hay tình cảm sẽ không tìm lại được. Tuy nhiên sự việc chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn. Ngoài ra trong mọi việc không nên dây dưa, kéo dài, sẽ có chuyện bất lợi. Có sự giúp đỡ hoặc hao tán cho người khác. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý, có tài lộc hoặc có lộc ăn, đám tiệc. Gặp bạn cũ, có thêm bạn mới. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc có cuộc đi ngắn nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại cần dè dặt trong mọi chuyện có liên quan đến vấn đề tình cảm hẹn ước giao thiệp hoặc giải quyết vấn đề theo tình cảm ở lúc trước nay gặp chuyện phiền lòng chậm chạp tài lộc trung bình hoặc có sự giúp đỡ về tiền bạc sức khỏe không tốt có người đau ốm có khách đến tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim bắt tay vào công việc gì cũng nên dè dặt có sự trở ngại chút ít ngày có nhiều sự bận rộn về chuyện làm ăn hay tình cảm có lộc ăn, có cuộc đi ngắn, gặp gỡ thân nhân, bè bạn tiệc tùng đình đám, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về công danh, việc làm. Có tài lộc. Tử vi tuổi Thìn. Hôm nay người tuổi Thìn được cục diện bán hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới may mắn tiếp tục tìm đến bạn với sự ủng hộ của thực thần bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì tiếc rằng sức khỏe của bản mệnh lại có dấu hiệu giảm sút trong ngày hôm nay bạn đừng mải mê với công việc mà quên mất việc chăm sóc bản thân hãy dành thời gian nghỉ ngơi một giấc ngủ sớm sẽ giúp bạn hồi phục năng lượng một cách nhanh chóng Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Việc mong cầu về công danh, tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm, hoặc chỉ là tin ngoài hành lang. Công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền trí thì vẫn có kết quả. Ngày có nhiều việc đến cần phải giải quyết. Không nên chán nản khi thấy có sự trì trệ, hoặc tin tức chậm chạp. Có tin tức ở xa, có hỷ sự, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Nên tìm cách đi xa hoặc thay đổi phương hướng làm ăn, ngành nghề ngày có nhiều công việc rất bận rộn tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xa hoặc có giấy mời gặp lại người xưa có chuyện không hay của công việc cũ trong sự giao thiệp nên có sự hòa hoãn tránh tranh cãi tài lộc tốt nhưng phải đề phòng tình huống có sự đảo lộn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đề phòng mọi rủi ro bất chắc ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả việc mong cầu về tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết Ngày có sự gặp gỡ, có tin xa, có người đi xa. Có cuộc vui, hỷ sự, đình đám. Tử vi tuổi canh Thìn thuộc mệnh Kim. Không nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối, cần phải biết kềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn ràng buộc. Ngay trong việc di chuyển, đi xa hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự biến chuyển nhanh chóng, tốt xấu lẫn lộn nên dè dặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin hoặc chỉ có tin không tốt nên tin cậy vào ý kiến của người khác. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, gia đạo. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi tỵ khi tỷ kiên chiếu mệnh, người tuổi tỵ hãy học cách hòa nhập với tập thể hơn, đừng mãi cô độc một mình như thế nữa. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ thật tỉnh táo và tránh xa cuộc chiến chia bè kết phái, cạnh tranh tại đây. Một khi bạn bị vướng vào guồng quay này thì bạn chỉ có thể nhận về sự tổn hại mà thôi. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng chẳng mấy tốt đẹp. Thời gian hai người ở bên nhau đã chẳng được bao lâu nhưng lại cứ liên tục tranh cãi về những điều nhỏ nhặt. Đây chính là lý do khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Để mọi việc thêm phần thuận lợi, bản mệnh nên chọn giờ tốt cũng như hướng tốt để xuất hành trong ngày này. Cụ thể bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc đi về hướng Tây Nam để gặp tài thần. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội. Sẽ có tin vui, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, họp mặt kết bạn, đính ước. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày có sự thuận lợi về cầu công danh, gặp gỡ để giao thiệp hợp tác. Có tin tốt ở xa, nên ra đi giải quyết công việc, có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc, nhà cửa, đồ đạc hoặc phải chia phần. Trong gia đình có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có người đi xa. Tuy nhiên trong công việc nên cẩn trọng, không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro, bất chắc hoặc gặp chuyện không hay, hoặc phải làm trong sự áp lực, bất mãn. Tình cảm tốt, đề phòng sức khỏe không tốt. Trong thân nhân có người đau ốm, hoặc có tin xấu về công danh, tiền bạc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Cần có sự giúp đỡ của bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì mới có thể xong việc. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình có tin xa, tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc công việc có sự thay đổi hoặc việc chờ đợi có kết quả, đến hẹn định kỳ tốt xấu lẫn lộn. Không nên có sự phân bua, nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay, bị hàm oan, tranh cãi. Có lộc hoặc có điểm tốt, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi ngọ. Bị tương xung tác động, những mối quan hệ của bản mệnh đang dần rơi vào ngõ cụt khi liên tục có những ý kiến bất đồng dẫn đến mâu thuẫn khó hòa giải. Đây là lúc đôi bên cần ngồi lại, trao đổi thẳng thắn và mềm mỏng về những vướng mắc đang tồn tại. Vận xui của bạn còn tiếp diễn khi kiếp tài bỗng chốc xuất hiện mang theo họa mất tiền mất của cận kề. Lúc này bạn chỉ cần giữ chặt được túi tiền trong tay mình là tốt lắm rồi. Đừng tham lam tin lời dụ dỗ của người khác mà đem tiền đầu tư vào những chỗ không đáng tin cậy nhé. Chuyện tình cảm của bạn không mấy như ý trong ngày thứ ba này người độc thân vẫn lẻ bóng một mình có lẽ do những yêu cầu quá đỗi khắt khe của bạn cũng đã đến lúc bạn cần nhìn lại bản thân mình bạn sẽ tìm thấy được một người thực sự phù hợp với chính bạn tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng có sự thay đổi hoặc gặp tình thế đảo ngược khiến cho công việc gặp trở ngại nhưng cũng không nên bỏ ngang nên quyết định ra đi hoặc thay đổi phương hướng kế hoạch nên tự mình gánh vác hoặc trực tiếp đi gặp tốt hơn là giao cho người khác tài lộc vào nhanh hao nhanh có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng có việc lo âu cần phải di chuyển đi lại cẩn trọng trong việc đi đường sức khỏe không tốt hoặc rất khó khăn trong việc nhờ cậy hoặc gặp gỡ người mình mong muốn hao tốn về giao thiệp gặp gỡ có tin xa tài lộc trung bình phải bỏ nhiều công lao mới có kết quả hoặc nhận được thù lao ít ỏi Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của buồn mạng, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, ngày có đám tiệc, có hỷ sự, có tài lộc nhưng hao tán về giao thiệp vui chơi, giải trí. Gặp lại người xưa, có người đi xa, ngày thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa. Trong mọi chuyện có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của buồn mạng, có nhiều biến chuyển, thay đổi xảy ra rất bận rộn hoặc có tin khiến mình phải tiếp xúc giao thiệp ngày có sự gặp gỡ hội họp công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện dễ có những rủi ro bất cẩn cần chú ý đến những phương tiện về máy móc xe cộ không nên tin cẩn vào người khác chỉ nên xem ý kiến của họ như một lời tham khảo tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến chuyện không hay có tin tức vui buồn lẫn lộn hoặc sức khỏe không tốt có cuộc vui chơi hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn Ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có sự hẹn ước không được như ý. Cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Mùi. Cục diện tí Mùi tương hại sẽ mang đến không ít muộn phiền của cho con giáp tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Bạn cần đề phòng kẻ tiểu nhân luôn đem lòng ghen ghét mà luôn tìm cơ hội để hãm hại bạn hãy cố chu toàn tất cả mọi việc, tránh để kẻ xấu lợi dụng sơ hở nhằm hạ bệ bạn. Thương quan nhập cục, chỉ một sơ suất cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bạn cần phải tìm hiểu và xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, nếu không muốn mọi thứ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Cả công danh lẫn tiền bạc của bạn cũng theo đó mà một đi không quay trở lại. Ngày 14 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xẻ châm trích tại vị trí này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ gặp sự đảo lộn không như ý hoặc có chuyện thay đổi rời chỗ rời hẹn cho công việc sức khỏe không tốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi sắp xếp suy tính lại những việc đã qua đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Làm việc gì cũng nên lấy tình cảm, sự giao thiệp đi trước và chịu thiệt thòi một chút sẽ có kết quả. Không nên ngồi tại chỗ chờ đợi mà nên ra đi gặp gỡ. Có hỷ sự, hao tốn tài lộc nhưng không phải là làm ăn thua lỗ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tiệc. Có tin tốt về tình cảm có người đi xa, tuy nhiên sự việc thường hay có sự trắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính. Không nên tranh cãi, nóng vội, bực mình. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, nhưng cũng có tài lộc hoặc có tin tốt. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Gia đạo có đình đám, hoặc có khách đến mời dự tiệc. Mọi sự mong cầu về tiền bạc sẽ có kết quả tốt nhưng chậm đến. Thuận lợi cho việc tạm ứng, vay mượn, đầu tư. Nên cẩn trọng về giấy tờ, văn tự có sự thiếu sót hoặc cần phải bổ sung. Có tin tức ở xa, nói chung là không nên nóng nảy trong mọi việc, tình cảm tốt, có thân nhân hoặc bè bạn gặp rủi ro hoặc đau ốm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác, nên lấy sự hòa giải, tình cảm mà đối đãi nhau. Có tài lộc, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi thân. Tam hợp trợ mệnh, mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi thân trong ngày thứ ba này. Bạn khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Con giáp này thoải mái thể hiện bản thân của mình mà không còn e dè bất cứ điều gì thêm nữa. Thiên tài ghé thăm, thu nhập của bản mệnh gia tăng đáng kể trong ngày này. Đây có là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại dù ít hay nhiều thì bạn cũng nên biết cách quản lý chúng cho thật tốt đừng vội vã tiêu xài hoang phí chuyện tình cảm của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ trong ngày kim thổ tương sinh này đã từ rất lâu rồi cả hai mới có một cuộc trò chuyện đầy cởi mở như thế này cả hai thêm hiểu về nhau về những khó khăn mà hai bạn vướng phải có lẽ thời cơ bứt phá của bạn đã đến hãy lấy đó làm động lực bạn ngày càng làm tốt hơn nữa tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng nên mừng vội vì phải có sự trả giá, điều kiện. Hoặc vì tiền bạc chỉ đem lại những bất hòa, xích mích về tình cảm, hoặc phải chi dụng vào những việc buồn về đình đám, xe cộ, máy móc, án phí, lệ phí, thuế, đau ốm, sức khỏe, tăng tóc, tai nạn của mình hoặc người thân. Có tin xa, mọi sự sẽ đến hai lần. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa không nên tự tin vào sự suy tính quá đáng của mình vì sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã sắp xếp tuy nhiên cũng không có gì thiệt hại lớn lao hãy để mọi việc tự nhiên chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu chữa bệnh dự đám tang hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối có tin vui chuyện vui gặp lại người xưa có người đi xa tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ mọi việc không nên xem thường tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn trái ngược Đề phòng sức khỏe không tốt, không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm, hoặc lời hẹn ước trong công việc. Có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Mọi việc nên có sự chậm chạp, phải biết chờ đợi mới tốt. Không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến. Cần phải bình tĩnh để giải quyết. Phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó, mưu sự mà mình chưa biết. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp. Có tin xa. Có người đi xa. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên, có tin xa hoặc có người ra đi, hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình. Mọi việc không nên vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi dậu sẽ phải chịu không ít ấm ức trong ngày tí dậu tương phá như hôm nay nội bộ lục đục công việc trở nên đình trợ chưa kể kẻ tiểu nhân vẫn luôn lăm le hòng chiếm đoạt may thay chính tài xuất hiện vừa kịp lúc mang theo nguồn lợi ổn định giúp bạn trang trải những khó khăn trước mắt dù tiền bạc có về tay thì bản mệnh cũng phải luôn ghi nhớ rằng sự cẩn trọng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều một quyết định đúng đắn ở một thời điểm thích hợp sẽ mang lại cho bạn những nguồn lợi ích đáng kể sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện đáng kể người mới ốm dậy chưa khi nào thấy mình tràn trề sinh lực đến vậy đây chính là thành quả của việc tập luyện chăm chỉ cũng như tuân thủ một chế độ sinh hoạt điều độ đó. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy. Ngày có đình đám tiệc tùng hoặc có cuộc hội ngộ gặp gỡ thân nhân hoặc bè bạn đã được định trước hoặc có hẹn ước. Tình cảm tốt, gia đạo có hỷ sự, tài lộc tốt, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Ngày thuận lợi cho mọi công việc về cầu công danh, thi cử, đính ước, hôn nhân, hợp tác ký kết có tin tốt ở xa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự thay đổi về công danh, chức vụ, tình cảm, hôn nhân. Người nữ có tài lộc, người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, đình đám. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, không nên buôn ba chi tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả nên chờ đợi, vén khéo công việc. Ra đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc nhưng cũng không nên kéo dài. Trong nhóm có người không tốt nên giữ hòa khí. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày có hỷ sự, chuyện vui, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển. Nhưng hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Có tin xa. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, hẹn ước mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay có tổn thất hao tốn tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng có cuộc đi không vừa ý tử vi tuổi tuất thứ ba này may mắn được thực thần ở bên chợ mệnh con giáp tuổi tuất trong phút chốc đã có sở hữu một khoản tiền kha khá trong tay đây chính là nhờ tài trí cũng sự nhạy bén của bạn mới có thể mang lại kết quả tốt đến vậy những mâu thuẫn đang lớn dần lên và tạo ra những vết rạn nứt trong mối quan hệ của hai người. Nếu không sớm hàn gắn thì sự chia ly sẽ là điều diễn ra trong một sớm một chiều thôi. Hãy tìm ra cách để bảo vệ tình cảm của bạn ngay và luôn đi nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không nên ngồi chờ đợi mà nên tiến hành, khởi công hoặc đi xa mới có kết quả. Chuyện tình cảm phải cầu ở nơi xa xôi, hoặc không nên ở gần nhau mới tốt. Có tin xa, hạn đi xa, gia đạo có người đến, nhà có đình đám tiệc tùng, có tài lộc, có quý nhân, tuy nhiên cũng có tin buồn về sức khỏe, công danh của người thân. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Có thể việc cũ, người cũ sẽ quay trở lại khiến mình phải bận tâm tiến hành nên xem xét lại hoặc dò xét xem những mong muốn thay đổi theo thực tế ngày có nhiều bận rộn buôn ba vất vả và khó có một quyết định kết thúc có sự gặp gỡ hoặc có tin tức người thân bè bạn có tài lộc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có tin xa gặp lại người xưa trốn cũ có tin đi xa trong công việc mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành hoặc làm việc trong sự cẩn trọng tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên di chuyển đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim gia đạo có nhiều bất an hoặc gặp phải nhiều công việc cần phải giải quyết nếu có người đến tranh luận hoặc đổi ý các vấn đề đã được thỏa thuận từ trước là do chính họ cũng gặp trở ngại nên nhu thuận cùng nhau bàn bạc tài lộc vào nhanh ra nhanh có tin buồn đề phòng tai nạn rủi ro sức khỏe không tốt tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu những việc lớn lao việc như thế nào thì làm như thế ấy cầu mong việc đi xa coi chừng có sự trở ngại hoặc hư hại sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự giao tiếp có tin tức về tiền bạc hoặc về công danh tình cảm tử vi tuổi hợi xem tử vi hàng ngày có quý nhân tương hội ở bên người tuổi hợi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao các mối quan hệ của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng sẽ là món quà dành cho bạn tuy nhiên bạn đừng quá vội mừng bởi hung thần thiên quan có thể xuất hiện và khiến cho những cố gắng nỗ lực của bạn tan thành mây khói bạn khó kiểm soát được cảm xúc của mình mà trở nên nóng giận và dễ bị kích động khiến bản thân có thể hành động hoặc nói ra những lời nói khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn Ngày 19 tháng 10 năm 2021 là ngày nguyệt kỵ. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh Hỏa. Ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, hội họp tiệc tùng. Có tin vui ở nơi xa hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Thuận lợi cho việc khởi công, hợp tác kết thúc công trình. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh Thổ làm việc gì cũng dựa theo đa số mới có kết quả. Ngày có sự gặp gỡ hoa xê có tin của thân nhân, bè bạn. Trong gia đình có người đi xa hoặc thay đổi công việc làm ăn. Quay trở về trốn cũ, bạn cũ thì có lợi. Có tài lộc nhưng phải bỏ nhiều công sức, phải buôn ba xoay sở. Có quý nhân giúp đỡ. Đề phòng sức khỏe không được tốt, hoặc lo cho người thân về sức khỏe, công danh, nơi ăn trốn ở. Có tiệc tùng nhỏ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Mưu sự còn bị nghẽn lối, gặp trắc trở, không nên tranh giành, nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc. Nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hội họp. Gặp lại người xưa, có người đi xa. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày có sự bận rộn về giải đáp thư tín, đến hẹn đến kỳ hạn. Gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh, tiền bạc hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều biến động thay đổi do đã có dự tính trước hoặc công việc đang tiến hành sẽ có sự bỏ dở do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.